Do ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết El Niño và biến đổi khí hậu, chỉ số nóng bức tại nhiều khu vực ở Philippines cũng đã chạm ngưỡng 50 độ C, tức là chỉ số nóng bức kết hợp nhiệt độ và độ ẩm tương đối của không khí, hay còn gọi là nhiệt độ theo không khí cảm nhận. Nhiều trường học ở đất nước Philippines không có máy điều hòa khiến học sinh phải chịu cái oi bức trong những lớp học đông đúc kém thông thoáng. Và trước tình hình trên, hàng ngàn trường học tại quốc gia Đông Nam Á này đã phải tạm ngừng giảng dạy, gây ảnh hưởng đến khoảng 3,6 triệu học sinh. Theo hãng tin Reuters, nhiều học sinh tại Manila đã sử dụng quạt điện cầm tay, vở và thậm chí cả bìa các tông để có chút hơi mát giữa cái nóng gay gắt. Trời nóng khiến huyết áp của tôi tăng cao, lưng tôi và các em học sinh lúc nào cũng đẫm mồ hôi, có lúc chúng tôi còn bị chóng mặt. Ngay cả với những lớp học tổ chức giảng dạy từ xa, cái nóng cũng khiến nhiều học sinh không thể chú tâm cho việc học. Ở nhà tôi, nơi duy nhất có kết nối Internet, tôi cũng không thể tập trung vì chóng mặt do nắng nóng. Theo tổ chức Save the Children Philippines, trẻ em rất dễ mắc các triệu chứng liên quan tới nắng nóng như chóng mặt, ngất xỉu và nôn mửa nếu phải tiếp xúc với nhiệt độ cao trong thời gian dài. Trong thông báo mới nhất, chính phủ Philippines đã quyết định dừng các lớp học trực tiếp tại tất cả các trường học công lập trên toàn quốc vào ngày 29 và 30 tháng 4, sau khi hứng chịu một đợt nắng nóng kỷ lục tại thủ đô Manila.